Chào tất cả anh chị em, cô chú bác gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe Nguyễn Hùng. Nay em sẽ review đến với anh em là cái cặp phục sau của xe nhà, chiếc nguyên con xanh nhớt nha anh em, hàng tiễn ha. Đó, anh trai anh hỏi có cặp phục sau nào vip vip không. Đó, nói chung phục xe nhà thì anh em mua thì miễn bàn rồi. Đó, bao cho anh em là xì các kiểu, lò xo, lò bọng, đồ chân đồ ha. Nói chung một cặp phục đó em tiễn biết bao nhiêu là chiếc xe quay thái cho 10 giờ vô rồi. Hai ống nè, hay là so nè, và cặp chân nè, ti thì ti zin đó, chưa phục hồi nha, bao cho anh em là nhúng nhảy các kiểu nhưng không có bao xài nha anh em. Đó, bây giờ tiến hành theo chân em đi tháo cặp phục sau ha. Cho anh em nó vệ sinh sạch sẽ nè, anh em thấy không, đó, lò xo lò bọng các kiểu nè, ở chân zin luôn nha. Hồi lúc làm á, nói chung á thì em bán sao thì em sẽ tải y chang vậy ha. Hồi lúc làm thì đã có tháo ra gam nè, gam cái lông đền này ha, gam cái phần cái ống ti trong này đó, với gam mấy cục con vậy là thôi đó. Còn thun á, thì thun zin này ha, nè cái chữ S nằm trong đây nè, em thấy không, đó chữ S nằm trong đây nè, đó chữ S. Phục này về là bao nhúng nhảy nha anh trai, đó ở gam hết trơn rồi ha, sạch sẽ đó. Hàng này là hàng tiễn nha anh trai, đó
Đấy, cục con này cũng vậy nè, nó gam là hết rồi. Lò xo là hàng tiễn. Bên này là chữ B phở ha. Đó. Ống này cũng vậy nè, ống này là xi zin nha, chứ em không chơi xi lợi nha anh em. Ống này là ống xi zin ha. Đó, còn ti này á. Đó, ti này nó chỉ có một ngấn thôi nha, là ti zin ha. Còn ví dụ mà hai ngấn á, là đã phục hồi rồi ha. Đó. Hàng này bao cho anh em về nhúng nhảy các kiểu ha. Đó, đương nhiên hai mấy năm mà những mấy chỗ này thì 10 cây đủ 10 cây đều cỏ hết ha. Nó không thoát khỏi cái tình trạng này ha. Cái này không quan trọng, quan trọng cái thân đẹp với cái lớp của cái chân, nó lớp keo còn nè anh em thấy không? Cây bên này, cây chân keo bên này còn rất là đẹp, còn cây này ha anh em thấy không? Nó chấp một lúc keo nó sẽ nổ rồi nè. Đó. Đó, lớp keo nó chấp nó nổ rồi nè. Đó, anh em thấy không? Anh em nhìn trong đây nó cái chế độ quay 4K nó lấy nét rất là sâu ha, nên nó rất là chó, nhưng anh em nhìn ở ngoài nó đẹp lắm nha anh em. Nó đẹp lắm. Cái này bao cho anh em chở 40-50 kg nhúng thoải mái ha. Nói chung thì không có bao xài nha anh em. Ti rất là đẹp nha, chưa có sọc nha. Đó, còn bao xài là em không có bao ha. Đó, vì anh em mà giờ về gắn đi, ví dụ mà trong vòng một tuần lễ anh em chạy có xì dầu em hoàn tiền lại cho anh em 100% ha. Còn bao xài cỡ chừng mà 4-5 tháng hay gì, là 3-4 tháng hay 2-3 tháng là em không có bao nha anh em. Cái đó anh em cũng biết rồi, mình đâu có biết trước được ở trong đây nó làm sao vậy ha. Em bao là bao zin thôi. Cặp phụ rất là đẹp nha anh em. Đó. Đó, anh trai có xem được cái clip này. Đó, anh trai xem kỹ giúp em ha. Đó, phụt em tháo trên xe nhà thì em sẽ review từng chi tiết ha. Đó, cho anh trai xem. Đó. Bán là em không có bao xài nha anh em. Đó, em bao xì dầu về nhà thôi, chứ không có bao xài nha. Bao xài chết em luôn. Đúng là xi zin nó đẹp thiệt chứ, không nào qua nổi cái xi zin ha. Hai cái chân cũng còn đẹp nha anh em. Đó, chân bên này cực kỳ vip ha. Còn cái chân bên này á, chân bên này thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó nổ theo cái năm tháng rồi. Cái đó phải chịu rồi. Không có ai mà được hoàn thiện hết ha. Rồi, clip chỉ có nhiêu đây thôi. Chúc tất cả anh chị em đam mê dòng quay thái 110 xem clip của em vui vẻ ha. Nếu anh em mến về quay thái 110 và yêu thích kênh của em, hãy ủng hộ em một cái đăng ký nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay thái 110. Và đừng quên nhấn chia sẻ bạn bè cùng xem nha anh em. Đặc biệt đây em là quay clip mới không nha anh em, không chơi clip cũ nha anh em. Đó, cái nào đã quay qua rồi thì anh em kéo xuống anh em xem ha. Những gì em đã quay và chia sẻ thì nó nằm ở trong cái bên YouTube hết rồi ha. Mong anh em kéo xuống coi giúp em. Đó, còn những cái mà ví dụ trùng mấy cái đồ new mới là em không có quay nha, có nên anh em thông cảm giúp ha. Chỉ quay một lần thôi chứ quay trùng anh em khó coi lắm. Rồi, hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nha.